Các bạn, chúng ta đang đến với lượt trận thứ hai ở vòng thi đấu thứ hai tại giải bóng đá FCC Baseball Cup lần 3 2019, cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Vistar và câu lạc bộ Liên Hiệp. Cơ hội ngay từ những phút đầu tiên dành cho Liên Hiệp FC dứt điểm. Bóng vừa chạm một dọc khung thành của Vistar, người vừa dứt điểm là Phúc Trường. Ngày hôm nay thì Liên Hiệp FC mang trên mình chiếc áo màu đỏ, nó khác phong thủy so với ngày đầu tiên của họ. Cơ hội dành cho Vistar dứt điểm. Tình huống dứt điểm của Đặng Ngọc Linh. Ngày hôm nay thì Vistar vẫn là bộ trang phục quen thuộc, áo vàng quần xanh, và bảo vệ phần sân bên phía tay phải màn nhỏ quý vị trong hiệp thi đấu đầu tiên. Phần sân đối diện là Liên Hiệp. Vistar ngày hôm nay xuất phát với thủ thành mang áo số 20 là Văn Thảo. Tổ đấu của họ lúc này trên sân gồm có Phan Thanh Tông, có Văn Sàng, Đặng Ngọc Linh và cuối cùng là Bùi Đình Tông. Trong khi đó Liên Hiệp tổ đấu ngày nay của họ lúc này dứt điểm, không thể có được pha dứt điểm từ Lê Trung Hoài. Phan Thanh Tông và đẩy bóng hơi dài của Phan Thanh Tông. Liên Hiệp lúc này thủ thành của họ vẫn là thủ thành mang áo số 12 Quang Tiến. Các cầu thủ xin lỗi, vị thủ thành bắt chính cho Liên Hiệp ngày hôm nay là thủ thành Nguyễn Triều. Các cầu thủ đang có mặt trên sân lúc này của Liên Hiệp gồm có số 11 Phúc Trường, số 10 Bùi Ngọc Lưu, số 9 là Bùi Đình Tầm và cuối cùng là số 7 Lê Trung Hoài. Lê Trung Hoài chính là cầu thủ đang dẫn đầu lên thanh phong lưới tại giải đấu năm nay với 3 bàn thắng ghi được, anh cùng với chân thành viên của Nam Phương Việt đang là hai tay sân vàng xuất sắc nhất sau vòng thi đấu đầu tiên. Liên Hiệp cùng với Nam Phương Việt được đánh giá là những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch giải bóng đá FCC Baseball Cup lần 3 năm 2019. À, với những gì mà cả hai đội bóng thể hiện cho đến vòng thi đấu thứ này, đó là những chương trình đang đi theo con đường của nó. Đầu tiên nó diễn ra ở tốc độ cao khi mà cả hai đội bóng đều muốn có được những bàn thắng sớm. Ở trận đấu với Thành Long thì Liên Hiệp FC đã để cho đối phương chọc thủng lưới từ khá sớm, nhưng sau đó thì Liên Hiệp FC đã lấy lại được thế trận và ghi được 5 bàn và giành chiến thắng 5-2 trước câu lạc bộ Thành Long FC. Trong khi đó thì Vistar họ đã trải qua một trận đấu đầy vất vả, hai lần bị Đông Tây vươn lên dẫn trước và sau đó họ có được trận hòa hai đều đầy may mắn để có được những điểm số đầu tiên tại FCC Baseball Cup lần 3 năm 2019. Trận đấu giữa Vistar và câu lạc bộ Liên Hiệp đang được phát sóng trực tiếp tại sân bay Phú Miền Nam, đơn vị truyền thông của bóng đá Phú Miền Nam. Mất bóng nguy hiểm đến từ Ngọc Linh. Phúc Trường dứt điểm, tình huống dứt điểm thứ hai của Phúc Trường. Và sau đó thì Ngọc Linh đang bị đầu. Văn Thảo, Bùi Ngọc Linh đã được đưa ra sân để chăm sóc và vào sân thay cho Bùi Ngọc Linh là cầu thủ mang áo số 15, số 15 của cầu thủ Vistar ngày hôm nay là Hoàng Nam, người cũng đã có được một bàn thắng tại FCC Baseball Cup. Văn Sang, bản hợp đồng của Vistar trước thêm FCC Baseball Cup lần 3 năm 2019 Văn Sàng. Ngoài ra còn có hai bản hợp đồng rất đáng chú ý của Vistar, đó là cặp đôi của câu lạc bộ Tân Phú FC Lại Văn Hoàng và Lưu Viết Nam.
Lúc này Liên Hiệp FC đã phạm hai lỗi tổng hợp. Bùi Đình Tông. Bùi Ngọc Lưu cắt bóng tốt đến từ Bùi Đình Tông và cơ hội phản công dành cho cầu thủ Vietstar Hoàng Nam. Sau đó là tình huống tốt của Trung Hoài. Trận cầu đinh của vòng 2 sẽ là cuộc đối đầu giữa Liên Hiệp giữa Nam Trung Việt và câu lạc bộ Đông Tây FC. Trận đấu sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ. Ứng cử viên số 1 Nam Trung Việt sẽ có cuộc đối đầu với một đội thủ đầy khó chịu là Đông Tây FC. Và Liên Hiệp sẽ tận dụng lợi thế đó để có được 3 điểm và cố gắng có được 3 điểm và ngôi đầu sau khi vòng 2 khép lại. Bùi Đình Tông dứt điểm. Các cầu thủ của Vietstar chưa thể băng lên để hỗ trợ Bùi Đình Tông nhưng pha bóng vừa rồi. Văn Sang. Văn Sang. Hoàng Nam. Hoàng Nam đang đối đầu với Bùi Ngọc Lưu. Để vượt qua Bùi Ngọc Lưu thì đó cũng là một bài toán dành cho cầu thủ Vietstar. Hoàng Nam tiếp tục đối mặt với Bùi Ngọc Lưu. Rất kinh nghiệm. Và xử lý bóng rất kinh nghiệm của Bùi Ngọc Lưu. Cầu thủ được mình chọn là người xuất sắc nhất ở trận đấu giữa Liên Hiệp và Thành Long FC. Phúc Trường. Bùi Ngọc Lưu dứt điểm 1-0 dành cho các đội Liên Hiệp FC và bàn thắng thứ hai của Bùi Đình Tông tại giải đấu của năm nay. Một bàn thắng nó đến khá bất ngờ sau cú dứt điểm của Bùi Ngọc Lưu, bóng đập chân một cầu thủ của Vietstar và nó đến vị trí của Bùi Đình Tông. Nhiệm vụ của số 9 là tương đối đơn giản. Lại một lần nữa tại giải đấu năm nay, Vietstar bị dẫn trước. Lần thứ 3 Vietstar bị dẫn trước tại giải đấu năm nay. Và liệu rằng họ sẽ có Bùi Đình Tông. Rất đáng tiếc dành cho các cầu thủ Vietstar. Họ vừa có cơ hội để gỡ hòa nhưng Bùi Đình Tông lại không chiến thắng được Nguyễn Kiều. Phúc Dương dứt điểm. Văn Thảo lần này đã thủ thua dành cho Vietstar. Phan Thành Tâm, cầu thủ dày dặn kinh nghiệm nhất, nhà vô địch của FC League lần 2 Bùi Đình Tông. Anh là cái tên duy nhất trong số 84 cầu thủ từng trải nghiệm cảm giác vô địch tại FC League. Tại FC League lần 2 thì Bùi Đình Tông là cầu thủ của Tuấn Linh FC. Và xử lý bóng ngẫu hứng của Bùi Đình Tông. Và như vậy tỷ số là 2-0 dành cho cầu Liên Hiệp. Một pha xử lý bóng ngẫu hứng, sau đó đồng đội nhả bóng lại và cú dứt điểm rất căng. 2-0 dành cho Liên Hiệp. Khởi đầu thuận lợi. Phan Thanh Tông với kinh nghiệm trong màu áo Tuấn Linh hy vọng rằng sẽ giúp cho Vietstar có thể có được một kết quả tốt trước Liên Hiệp. Nhưng bây giờ đội bóng của anh đang để cho đối phương dẫn trước 2-0. Bùi Đình Tâm bỏ lỡ cơ hội rất ngon ăn để giúp Vietstar. Số 5 của Vietstar đối mặt Nguyễn Kiều nhưng không xử lý thành công. Và sau đó một cầu thủ khác tên Bùi Đình Hoàng Nam. Ở trận đấu này thì Bùi Đình Tông của Liên Hiệp cùng với Duy Âu sẽ là hai cầu thủ cần phải chú ý về thẻ phạt bên phía cầu thủ Liên Hiệp khi mà cả hai cầu thủ đều phải nhận những chiếc thẻ vàng ở vòng thi đấu thứ nhất. Các bóng tốt đến từ Phan Thanh Tông để mất bóng nguy hiểm của Hoàng Nam. Ngọc Lưu. Quốc Trường. Bùi Ngọc Lưu. Về phía của Vietstar thì Bùi Đình Tâm cùng với Ngọc Linh là hai cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng ở vòng đấu trước. Nếu phải nhận thẻ vàng ở vòng thi đấu thứ hai thì hai cầu thủ này sẽ không thể thi đấu ở vòng thi đấu thứ ba. Lê Trung Hoài.
Bùi Đình Tâm đã sang bằng được mặt đất ghi bàn của Lê Trung Hoài và Trần Thanh Viên. Xin lỗi, Bùi Minh Tâm đã sang bằng mặt đất ghi bàn của Lê Trung Hoài và Trần Thanh Viên. Lúc này cả ba cầu thủ đều đang có được 3 bàn. Lúc này Liên Nghiệp đã bị 3 lỗi văng sang. Dứt điểm đơn giản đối với Nguyễn Triều. Lê Hợp Nhân cũng đã có mặt trên sân trong màu áo của V-Style. Trận đấu ra mắt của Hợp Nhân trong màu áo mới. Lại đây! Bùi Ngọc Lưu không vào. Lê Trung Hoài dứt điểm hơi yên trong pha bóng này. Vâng, nó giúp cho số 6 là Văn Thường của V-Style vừa cứu hồ cho cái hậu V-Style. Một pha bóng đến Trung Hoài giúp điểm căng hơn thì có lẽ sẽ có bàn thắng dành cho cầu thủ Liên Nghiệp. Phạm Thanh Tâm dứt điểm. Lúc này thì cả 6 câu lạc bộ tại SCCB Sport Cup lần 3 năm 2019 đều đã có điểm. Trận đấu sớm nhất Thanh Long đã hòa các cầu thủ Victorin với tỷ số là 3 đều. Văn Phương và đi bóng không thành công của Hợp Nhân. V-Style vẫn chưa thể có được sự góp mặt của bộ đôi Tiến Quang cùng với Thành An. Những sự bổ sung thì họ vẫn phải chờ đến vòng thi đấu thứ 5 mới được bổ sung cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng. Trong khi đó Thành An và số 10 là Tiến Quang đều đang chưa thể góp mặt trong đội hình của V-Style ở vòng thi đấu thứ 2. Viết Phương dứt điểm, tình huống dứt điểm là của Lê Hợp Nhân. Phạm Thanh Tâm tiếp tục là Phạm Thanh Tâm và dù có không thành công của Phan Thanh Tâm. Và xử lý mạo hiểm của Văn Hậu, mọi thứ trôi qua đối với V-Style. Và giờ đây là cơ hội dành cho Hợp Nhân. Phúc Trường rất khỏe. Cơ hội tiếp theo dành cho các đội Liên Nghiệp 3-0. 3-0 ngay trong hiệp 1 dành cho Liên Nghiệp FC trước V-Style. Mọi thứ đang trở nên vô cùng khó khăn đối với V-Style. Họ để thua 3-0 ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên. Cùng với đó là một thế trận bế tắc đến thời điểm hiện tại. Liệu rằng sau một phút hội ý, V-Style có thể có được những sự thay đổi nào trong lối chơi của mình hay không? Lúc này thì tất cả các tân binh của
V-Style đều đã xuất hiện tại SCLink. Lục Việt Nam, cái tên tiếp theo, cái tên tiếp theo là Lục Việt Nam góp mặt trong đội hình của V-Style. Phạm Tấn Sĩ vừa phạm lỗi với Lục Việt Nam. Trong khi đó thì Liên Nghiệp cũng đã có những sự thay đổi. Lê Trung Hoài, Phúc Trường, Bùi Minh Tâm đều đã được rút ra nghỉ. Và chỉ có đội trưởng Bùi Ngọc Lưu, nhạc trưởng của Liên Nghiệp đang được giữ lại trên sân. Phạm Thanh Tâm dứt điểm. Vẫn là các cầu thủ V-Style. Lúc này thì Liên Nghiệp đã bị 4 lỗi. Lục Việt Nam pha bóng mà Lục Việt Nam đã bất trụ. Đang cố gắng có được ít nhất là một bàn thắng trong hiệp thi đấu đầu tiên. Một bàn thắng trong hiệp thi đấu đầu tiên nó sẽ giúp cho hiệp hai của V-Style nó trở nên dễ dàng hơn. Lục Việt Nam và Bùi Ngọc Lưu rất khó dành cho bất kỳ một cầu thủ nào nếu muốn vượt qua Bùi Ngọc Lưu trong những pha tranh chấp và những pha solo 1-1. Từ đầu trận đấu đến giờ thì có thành dưới 34 cầu thủ của V-Style đã thử vượt qua Bùi Ngọc Lưu và những tình huống 1-1 nhưng vẫn chưa thể đến thành công. Viết Phương Văn Sang bị bóng tốt, tiếp tục là Văn Sang rất hay dứt điểm, không có bàn thắng dành cho V-Style. Một mình Văn Sang vượt qua ba cầu thủ của Liên Nghiệp, nhưng pha dứt điểm sau đó thì lại cưa bóng đi ra ngoài đây đáng tiếc. Ngọc Linh sau khi bị chấn thương ở phút đầu tiên của trận đấu gần như có thể đây là một chấn thương khiến anh không thể tham gia tiếp tục trận đấu ở vòng này. Một cổ thất không hề nhỏ dành cho cầu thủ V-Style. Phạm Thanh Tâm quả người rất tốt, tốc độ của Phạm Thanh Tâm. Viết Phương Lục Việt Nam vẫn rất khó để vượt qua hàng thủ của Liên Nghiệp đang có mặt trên sân. Lúc này của Liên Nghiệp là cầu thủ mang áo số 14 Minh Tuấn và số 4 là Duy Dầu. Việt Nam vẫn đang bị ngợp với trận đấu này, vẫn chưa thể có những đợt phản công sắc nét đến từ Liên Nghiệp. Bùi Ngọc Lưu, Phạm Tấn Sĩ, Văn Sang cần phải bình tĩnh hơn trong những pha bóng của V-Style. Thời gian của hiệp một không còn quá nhiều. Liệu rằng V-Style sẽ có được một bàn thắng để lấy lại tinh thần khi bước vào giờ nghỉ? Viết Phương và Dũng Viết Nam bỏ bóng rất hay. Phan Thanh Tông hơi khó cho Phan Thanh Tông khi anh phải đối mặt với một Minh Tuấn có thể hình tốt đến từ Liên Hiệp và hội ý đến từ Liên Hiệp. Thời gian của hiệp đấu đầu tiên không còn quá nhiều và Liên Hiệp vẫn đang có lợi thế 3 bàn trước V-Style. Dù cho V-Style trong những phút vừa qua đã có những
lúc họ đang chơi tốt. Nhưng trên hàng công vẫn thiếu đi sự sắc bén. Không thể lấy bóng đến từ Hoàng Nam và mở ra cơ hội dành cho Liên Hiệp. Vẫn còn dứt điểm. Ngủ lần dứt điểm của số 11. Bùi Minh Tâm đã trở lại sân. Đây là Hoàng Nam. Có lẽ hiệp 1 sẽ khép lại với lợi thế lớn dành cho Liên Hiệp. Đó là 3 bàn. Vẫn đang rất nỗ lực đến từ Vistar SC. Viết Phương không thể đường truyền cuộc hài, không thể đến được vị trí của Bùi Minh Tâm. Phan Thanh Tâm vệ sinh rất nhanh đến từ Phan Thanh Tâm. Kinh nghiệm đang giúp cho Phan Thanh Tâm giữ được bình tĩnh trong thế trận như thế này. Viết Phương bóng vừa chạm sang ngang khung thành của Liên Hiệp SC. Lỗi thứ 5 của Liên Hiệp. Một quả đá phạt dành cho cái thủ Vistar. Quả đá phạt ở sát vòng cấm. Ngày hôm nay Vistar đã không gặp mày khi mà bóng tìm đến cùng dọc, xin lỗi vị, tìm đến sang ngang sau cú dứt điểm của Viết Phương. Và giờ đây họ sẽ có một cơ hội để có được bàn thắng trong hiệp thi đấu đầu tiên. Cứng chức bóng vẫn đang là các lùn của Vistar. Và dứt điểm không thành công của Viết Phương. Cơ hội vừa trôi qua. Vẫn là sức ép đến từ Vistar. Và như vậy hiệp 1 khép lại. 3 bàn đang là lợi thế dẫn trước của Liên Hiệp FC. 3 bàn là lợi thế của Liên Hiệp đang có được chương trình này. Và chúng ta sẽ bước vào giờ nghỉ.
Và chúng ta sẽ trở lại với thi đấu thứ hai, trận đấu giữa Freestyle và Liên Hiệp. Một lợi thế rất lớn đang được Liên Hiệp tạo ra với ba bàn dẫn trước Freestyle. Nhưng những phút cuối cuộc nó đang cho thấy Freestyle đang có những hy vọng. Văn Sang, Thành Tông, Hoàng Nam, Liên Hiệp đang chơi chậm, đang chủ động chơi chậm trước câu lạc bộ Freestyle khi mà họ có ba bàn dẫn trước. Phan Thanh Tông, Văn Sang, Hoàng Nam, có lỗi của Lê Trung Hoài. Lỗi đầu tiên trong hiệp thi đấu thứ hai của Liên Hiệp FC. Lê Trung Hoài vẫn đang đi tìm bàn thắng thứ tư tại giải đấu năm nay. Sẽ vươn lên dẫn đầu lên năm phút thứ nhưng vẫn chưa thành công. Hoàng Nam đang đứng trước bóng. Hoàng Nam, Hoàng Nam dứt điểm. Tiếp tục là Hoàng Nam. Viết Phương, Phan Thanh Tâm dứt điểm. Lê Trung Hoài đã can thiệp kịp thời. Đây là Bùi Minh Tâm, lại là pha truyền cổng kỹ thuật của Bùi Minh Tâm nhưng không thành công. Tình huống vào bóng hai chân của Lê Trung Hoài. FC vẫn đang được phát sóng trực tiếp tại sân bay Phú Miền Nam, đơn vị truyền thông của bóng đá Phú Miền Nam, đơn vị tổ chức giải đấu FC Vinh Sport Cup lần 3 năm 2019. Bóng chạm tay của Viết Phương. Lê Trung Hoài, Bùi Minh Tâm, Phan Thanh Tâm lấy bóng rất hay nhưng góc đã hơi đẹp. Hoàng Nam, những tình huống dứt điểm của Hoàng Nam ngày hôm nay đang thiếu đi sự sắc bén và cũng thiếu đi một chút nào đó lực. Thanh Tâm, Viết Phương, đây là Văn Sang. Không thể có đập nhã giữa Viết Phương và Phan Thanh Tông. Cơ hội dành cho Lê Trung Hoài. Lê Trung Hoài bị phạt lỗi. Lỗi thứ hai của Vinstar tại hiệp này. Và chiếc thẻ vàng được rút ra dành cho Hoàng Nam. Một cơ hội dành cho Phúc Trường cũng như là Bùi Minh Tâm, những người có khả năng dứt điểm rất tốt đến từ câu lạc bộ Liên Hiệp. Một quả đá phạt khoảng cách không quá xa và Phúc Trường hoàn toàn có thể dứt điểm. Phối hợp và phối hợp đá phạt không thành công của câu lạc bộ Vistai. Sau trận đấu này sẽ là trận cầu được xem là trận cầu đình giữa Nam Trung Việt và Đông Tây FC tại vòng thi đấu thứ ba, vòng thi đấu thứ hai. Đông Tây đã có được 1 điểm và Nam Trung Việt là 3 điểm. Lỗi đá biên đến từ các cầu thủ Liên Hiệp FC. Văn
vẫn đang là một bức tường màu đỏ trước khung thành của Nguyễn Triều. Văn Sang cắt bóng phút đến từ Lê Trung Hoài và phản công dành cho Liên Hiệp. Lỗi tiếp theo một về các cầu thủ Liên Hiệp và vẫn là cái tên Lê Trung Hoài. Hoàng Nam đi bóng quá lộ đến từ Hoàng Nam. Lê Trung Hoài đang đánh chặn một cách rất tốt, đọc tình huống tốt và đánh chặn tốt bên phía Liên Hiệp. Ngày hôm nay Lê Trung Hoài đang thay đổi vị trí của mình. Bùi Minh Tâm đẩy lên đá cao hơn. Nếu có Bùi Ngọc Lưu trên sân thì Bùi Ngọc Lưu sẽ là người chia bài. Còn lúc này đang thay đổi vị trí liên tục đến từ Liên Hiệp. Đội trưởng Bùi Ngọc Lưu được rút ra nghỉ khi lúc này tỷ số đang là 3-0, một khoảng cách an toàn. Thiệt Thường, Thanh Tông. Thanh Tông và Phúc Trường. Bốn lỗi đến từ các lỗi Liên Hiệp khi mà thời gian chưa qua 10 phút. Phan Thanh Tông, Hoàng Nam, Văn Sang, Hoàng Nam, cơ hội dành cho đội Việt Sai. Vẫn chưa được có bàn thắng đầu tiên. Cơ hội rất tốt để Bùi Minh Tâm có được bàn thắng cho Vistai nhưng vẫn bị bỏ lỡ. Hiệp một Vistai và chính cá nhân Bùi Minh Tâm cũng đã có những pha bóng dứt điểm hay những cơ hội ngon ăn nhưng lại không thể tận dụng thành công, và sau đó là những đòn hồi mã hơn chất lượng đến từ Liên Hiệp. Phạm Tấn Sĩ, trong hiệp hai này thì cao thủ Vistai có sự thay đổi thủ môn khi Bảo Kỳ vào sân thay cho Văn Thảo. Liên Hiệp đến với FC Leeds City Sports Cup lần 3 năm 2019 với tham vọng là xóa cái giấc về nhì của mình tại những giải đấu gần nhất của FC Leeds và FC Cup mà họ tham gia. Hai lần gần nhất Liên Hiệp đều về nhì, đó là tại FC Cup S7 họ thua đúng lên trong trận đấu chung kết, và FC Cup lần 4 năm 2019 họ đến thua câu lạc bộ Hoàng Bách trên chấm penalty trong trận đấu chung kết. Phạm Thanh Tâm, Bùi Thanh Tâm tiếp tục là Phạm Thanh Tâm vẫn chưa là dứt điểm. Sự vắng mặt của Ngọc Linh trên hàng công sau chấn thương ở hiệp thi đấu thứ nhất. Đang là những tình huống câu lội đến từ cao thủ Vistai. Vẫn là bốn lội đến từ cao thủ Liên Hiệp. Và như vậy là trong tình huống câu lội đã có lội thứ 5 đến từ Liên Hiệp SC. Liên Hiệp SC đã phạm 5 lội khi mà hiệp đấu thứ 2 vẫn còn hơn một nửa thời gian. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Lỗi thứ 5, lỗi thứ 6 đòi hỏi đó là một pha phạm lỗi rất rõ ràng. Liên Hiệp SC đang đối mặt với quả đá phạt 9m. Lúc này họ đã phạm 5 lỗi, con số bằng với hiệp thi đấu đầu tiên.
Trận đấu sẽ được tiếp tục phút trường. Bùi Ngọc Lưu đã trở lại sân. Lê Trung Hòa thì rút ra nghỉ. Phạm Tấn Sĩ, Bùi Minh Tâm, xin lỗi vì người vừa có bóng là Bùi Minh Tâm. Phạm Thanh Tâm, Viết Phương, Nguyễn Việt Nam đang thay đổi rất nhiều vị trí trên sân đến từ cao thủ Vistai sau thời gian thôi. Sau thời gian một phút hồi, Việt Nam để mất bóng nguy hiểm. Bùi Minh Tâm, Phạm Thanh Tâm vừa cắt bóng tốt nhưng đẩy bóng hơi dài và mở ra cơ hội dành cho Liên Hiệp. Phúc Trương quyết định đi bóng. Phúc Trương không thể vượt qua được Việt Nam. Liên tục là những pha mất bóng đến từ cả hai đội. Những tình huống mất bóng nguy hiểm nó mở ra cơ hội dành cho đối phương, nhưng cả hai bên đều vẫn chưa thể tận dụng. Vẫn là 3-0 trên cặp đấu giữa Liên Hiệp và Vistai ở vòng thi đấu thứ hai trận đấu SLC Sport Cup lần 3 năm 2019. Bùi Đình Tâm vẫn chưa có bàn thắng dành cho Vistai. Bùi Đình Tâm nên nhớ rằng anh đã bị một chiếc thẻ vàng ở vòng thi đấu thứ nhất. Mình cần phải cẩn thận hết sức với những pha bóng như vừa rồi. Bùi Ngọc Lưu, ngày hôm nay Vistai đã không gặp mày trong hiệp 1 với tình huống bóng tìm sàn ngang. Nhưng họ cũng phải trách bản thân khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Những cơ hội đối mặt với Nguyễn Triều nhưng vẫn chưa thể đánh bại thủ thành màn áo số 1 bên phía Liên Hiệp. Bùi Đình Tâm, Liên Hiệp đã 5 đội và đây là thời gian để Vistai cầu lỗi. Phạm Nam, nói về đây là Việt Nam. Phúc Trường, Bùi Minh Tâm đối đầu với Phan Thanh Tâm. Phúc Trường, Bùi Ngọc Lưu, Bùi Minh Tâm. Phúc Trường và tiếp bóng không tốt của Phạm Tấn Sĩ. Hoàng Nam đi bóng tốt đến từ Hoàng Nam, nhưng sau đó Việt Nam đã để mất bóng, mở ra cơ hội dành cho cầu thủ Liên Hiệp. Bóng bắt đầu không tốt giữa Việt Nam và Đức Kỳ. Hội phản công dành cho cầu thủ Vistai 2-1. Hoàng Nam vẫn bỏ lỡ cơ hội một cách phung phí đến từ Vistai. Nếu bây giờ Vistai có được bàn thắng thì trận đấu sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn, nhưng nếu bàn thắng đó nó thuộc về Liên Hiệp thì đó sẽ là dấu chấm hết. Cơ hội rất nhiều nhưng Vistai đang phung phí một cách đáng tiếc. Trên hàng công họ không có một pivô tích hợp. Ngày hôm nay Ngọc Linh dẫn đường và đang thiếu đi một pivô trên hàng công của Vistai. Phúc Trường, trận đấu vẫn được tiếp tục. Bùi Đình Tâm, Phan Thanh Tâm, đường truyền tốt, phát sang vẫn là những chiều với pha khép góc chấm sang. Dứt điểm
Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1 pha dành cho Vietstar. Pha bằng cắt của Hoàng Nam. Bây giờ trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn với một bàn thắng của Hoàng Nam. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem những diễn biến tiếp theo trong cuộc đối đầu giữa Liên Hiệp và câu lạc bộ Vietstar. Bùi Ngọc Lưu. Lúc này Vietstar cũng đã 3 lỗi. Bùi Ngọc Lưu. Đây là phút chuyền dứt điểm, phạt góc dành cho Vietstar. Cắt bóng tốt đến từ Bùi Đình Tâm, nhưng sau đó vẫn là Bùi Đình Tâm. Hoàng Nam cơ hội, tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3. Lỗi thứ năm nó đang tác động rất nhiều đến lối chơi của Liên Hiệp FC. Lỗi thứ năm nó đang gây ra những pha bóng mà nếu như vừa rồi không phải là lỗi thứ năm thì Phúc Trường đã có thể có một pha vào bóng mạnh hơn. Khoảng cách bây giờ là 1 bàn. Tinh thần đang lên cao đến từ Vietstar. Bây giờ khoảng cách đang là mong manh, 1 bàn cho bóng đá. Phản sang. Hội ý ngay lập tức. Trong hiệp thi đấu thứ hai, Văn Sang, Phan Thành Tông, tiếp tục là Văn Sang, Bùi Đình Tông, Bùi Đình Tông. Xin nhắc lại là sau trận đấu này sẽ là cuộc đối đầu giữa Đông Tây và Nam Trung Bình, trận cầu đinh của vòng thi đấu thứ hai vào lúc 19 giờ. Nhưng trước đó thì lúc này Vietstar và Liên Hiệp đang cống hiến một trận đấu hấp dẫn. Phạt góc dành đá biên dành cho một thủ cố định dành cho các đội Vietstar. Đá biên để có 3 bàn cắt thành công đến từ cao thủ Vietstar. Sau đó là sức ép đá biên dành cho cao thủ Liên Hiệp FC. Nguyễn Kiều, Bùi Ngọc Lưu, đường truyền tốt. Hoàng Nam, Phan Thanh Tâm, cơ hội dành cho các đội Vietstar. Rất bình tĩnh đến từ Phan Thanh Tâm. Văn Sang. Thanh Tâm. Bùi Thanh Tâm dứt điểm. Nỗ lực cứu bóng. Nỗ lực cứu bóng của Văn Sang. Bùi Thanh Tâm. Thiết Phương vào sân thay cho Bùi Đình Tâm. Thiết Phương.
Vistar đang cố gắng để có được một điểm, ít nhất là một điểm trong trận đấu này. Bùi Tấn Sĩ, Phạm Tấn Sĩ rất mạnh, đường truyền hơi mạnh của Bùi Văn Lưu dành cho Minh Tuấn. Thành Tâm, Văn Sang, Văn Sang đối mặt với Bùi Văn Lưu. Tiếp tục là Văn Sang, Phạm Thành Tâm. Việt Phương dứt điểm, không có bàn gỡ, chưa có bàn gỡ danh cơ của Việt Sài, và sau tình huống vừa rồi thì Phan Thanh Tâm đang bị đầu. Số 8 đã thi đấu một trận đấu này và anh đang bị chưa rút. Lúc đang tin trận đấu vừa rồi, nếu như mà dứt điểm của Phan Thanh Tâm nó hấp hơn một xíu rồi thì chắc chắn bàn thắng thứ ba đã đến với Việt Sài. Thời gian đã ủng hộ Liên Hiệp FC. Hãy cùng chờ đợi xem. Phạm Thanh Tâm nén đầu để tiếp tục thi đấu. Và trận đấu khép lại với thất bại đáng tiếc của Vietfly, nhưng nó cũng là xứng đáng dành cho các đội Liên Hiệp. Và sau đây chúng ta sẽ đến với trận cầu đình giữa Nam Chuẩn Việt và Đông Tây FC. Trận cầu đại đứng nhiều là trận cầu đinh.